Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Rong Vang do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty cổ phần Lasta thực hiện. Chương trình được sự tài trợ bởi Omo và Comfort. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đi một ngày làm học một sàn khôn, cùng chia sẻ với những suy nghĩ đó, các thí sinh tham gia chương trình Rồng Vàng mong muốn cập nhật những kiến thức mới của mình cũng như san sẻ những kinh nghiệm kiến thức của mình đến với chương trình. Hy vọng chương trình hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta những điều thú vị và bất ngờ. Chương trình Vàng xin phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho các bạn có nội dung như sau: sắp xếp các từ sao cho hoàn chỉnh. Một, cơn đằng đông. Hai, cơn đằng tây. Ba, vừa trông vừa chạy. Bốn, vừa cày vừa chơi. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng tây vừa cày vừa chơi. Chúng tôi nhận được câu trả lời đúng và nhanh nhất của bạn ở máy số 6. Chúc mừng bạn giáp thương để thanh học trên đường Trung học phổ thông Phú Ngọc, tỉnh Đồng Nai. Kính thưa quý vị, chúng ta đang gặp lại cháu Việt Anh, một cái tên rất là con trai. Cháu thử giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được biết. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, kính thưa chú Hữu Luân, con tên là giáp thương Việt Anh, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Phú Ngọc, phường Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Về thành tích học tập của con thì con đã 11 năm liền được học sinh giỏi toàn diện và đã từng được học sinh giỏi cấp tỉnh. Rồi ngoài ra thì con còn được rất nhiều giải về phong trào hát múa. Hát múa. Để tặng chương trình Đồng Vàng một vài câu hát được không? Dạ được ạ. Dạ con xin gửi đến một bài hát thiếu nhi ngắn ạ. Bài hát mang tên là Mưa Bóng Mây. Có cơn mưa nào lạ thế, thoáng mưa rồi tạnh ngay. Em về nhà hỏi mẹ, mẹ cười mưa bóng mây. Mẹ ơi, cơn mưa rơi nhỏ nhỏ, không làm ướt tóc ai. Mưa rơi trên sân vở, mưa đừng ướt chứ em. Mưa ơi, mưa rơi trên sân nhỏ, như em đang đùa vui. Mưa cũng làm nũng mẹ, vừa khóc xong đã cười. Hay quá. Cháu hát xong cháu cảm thấy như thế nào? Dạ, bớt hồi hộp hơn rồi ạ. Bớt hồi hộp. Vâng. Âm nhạc đối với lại con người rất là quan trọng. Và chú muốn dành những giây phút đầu tiên trước khi vào phần câu hỏi rất là căng thẳng nhưng rất là dễ thương. Và chú mong muốn rằng cháu sẽ vượt qua các câu hỏi đó. Bây giờ chú mời cháu đến với câu hỏi đầu tiên nha. Dạ. Nhưng trước khi đến với câu hỏi số 1, chú xin nhắc lại luật chơi của chúng ta. Cháu có tất cả 15 câu hỏi đi từ dễ đến khó. Và cháu có 3 quyền trợ giúp: quyền trả lời 2 lần, quyền đổi câu hỏi và quyền nhờ người thân trợ giúp. Đặc biệt là cháu có quyền ngưng cuộc chơi bất kỳ lúc nào nếu cháu thì không thích chơi nữa. Cháu nghe rõ chưa? Nghe rõ. Bây giờ chú mời cháu đến với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1, bắt đầu. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Ngày nhuận của năm nhuận dương lịch được tính vào tháng mấy của năm? 1. Tháng Giêng, 2. Tháng 2, 3. Tháng 3, 4. Tháng 12. Dạ, câu hỏi này có lẽ bạn nào cũng biết là đó là câu 2. Tháng 2 là cuối cùng của con. Câu số 2, tháng 2, đó là câu trả lời đúng, chúc mừng nhận. Tháng 2 là tháng ngày? Năm bình thường là 28 ngày, còn năm nhuận là 29 ngày. Như thế rất là đúng. Mời cháu đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Nhân vật trong truyện thần thoại nào sau đây là một chàng thủy thủ? 1. Aladdin. 2. Sinbad. 3. Hercules. 4. Apollo. Dạ thưa, bộ phim Thuyền trưởng Sinbad thì có lẽ đã rất là nổi tiếng rồi, đã từng chiếu trên TV rồi. Thưa, con xin trả lời Sinbad là câu hỏi, câu trả lời cuối cùng của con. Câu số mấy? Dạ là câu số 2. Câu số 2 là câu trả lời đúng, chúc mừng nhận. Mời cháu đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Trên bàn thờ cúng tổ tiên ngày Tết của người Việt, bên cạnh mâm ngũ quả không thể thiếu loại quả nào sau đây? 1. Dứa. 2. Dừa. 3. Dưa gang. 4. Dưa hấu. Ừ,
trong mâm quả, ngũ quả thì con nghe là có cầu dừa đủ xài. Nhưng mà ngày Tết á, thì con thấy nhà nào cũng có mua dưa hấu hết. Vậy thì con phân vân giữa đáp án số 2 và số 4 là dừa và dưa hấu. Con trả lời 2 lần. Chú đồng ý, mời cháu. Là đáp án số 4 là dưa hấu. Dưa hấu, đó là câu trả lời đúng, chú cùng trả. Mời cháu đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Hiện tượng tăng độ dẫn điện của một số chất khi được chiếu sáng được gọi là gì? 1. Quang hóa. 2. Quang dẫn. 3. Siêu dẫn. 4. Bán dẫn. Hiện tượng tăng độ dẫn điện của một số chất khi được chiếu sáng được gọi là gì? Chú nhấn mạnh là khi được chiếu sáng. Khi được chiếu sáng thì nó liên quan đến chữ quang. Thì phân vân giữa đáp án số 1 và số 2. Cháu còn hai quyền nữa. Được đổi câu hỏi. Chú đồng ý, nhưng trước khi đổi câu hỏi, cháu thử trả lời cho em. Con nghĩ là quang dẫn. Đúng rồi. À, quang dẫn đó là câu trả lời đúng. Xin bật máy cho tôi đổi câu hỏi. Câu hỏi được đổi có nội dung như sau. Loài nào là loài động vật lớn nhất trong họ nhà mèo? 1. Báo đen. 2. Báo đốm. 3. Cọp. 4. Mèo rừng. Bốn con này cháu biết con nào? Dạ, bốn con này thì đều có thấy coi trên TV hết rồi. Nhỏ nhất thì con mèo rừng thì con biết. Người ta hỏi gì? Lớn hỏi nhất. Con lớn nhất. Con nào lớn nhất? Trên TV thì con có thấy con báo đốm, nó rất là dài. Mà lớn mà chứ đâu phải dài. Mà lớn. Con nghĩ là con cọp. Câu số mấy? Câu số 3 là câu trả lời của con. Tại sao chọn câu số 3? Tại con thấy con cọp rồi. Còn con báo đen thì báo đốm thì con chưa nhìn thấy trực tiếp. Kính thưa quý vị, câu trả lời số 3 con cọp đó là câu trả lời đúng. Đó cũng là một người đạt trọng lượng trên 320 kg và dài trên 3 mét. Và đó là loài động vật lớn nhất trong họ nhà mèo. Mời cháu đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Hồ nào là hồ lớn nhất trong số ngũ đại hồ ở Bắc Mỹ? 1. Hồ Erie. 2. Hồ Huron. 3. Hồ Michigan. 4. Hồ Superior. Con rất tiếc là vì câu này con đã có học rồi mà con lại giờ con lại không nhớ ra. Học rồi mà không nhớ đó là chuyện bình thường, đâu phải ai cũng nhớ hết đâu. Nhưng mà đây là chú cần câu trả lời đúng, nhưng khi không nhớ mà trả lời đúng. Rồi, giờ cháu còn một quyền trợ giúp nữa, đó là nhờ người thân. Cho con sử dụng quyền đó luôn. Vâng. Xin phòng máy cho tôi gặp người thân của thí sinh. Anh có nghe tôi nói rõ không ạ? Nghe rõ. Vâng, bây giờ nhờ anh hãy lắng nghe cho thật kỹ và chú ý anh có 30 giây để giúp đỡ cháu. Dạ, vâng. 30 giây, bắt đầu. Bố ơi, hồ nào là hồ lớn nhất trong số ngũ đại hồ ở Bắc Mỹ? Hồ Erie, hồ Huron, hồ Michigan hay là hồ Superior? Hồ Erie, hồ Huron, hồ Michigan hay là hồ Superior? Cái này bố không chắc chắn rồi. Dạ con cảm ơn. Câu trả lời số
Câu trả lời số... Nếu mà con trả lời câu này sai thì có lẽ là cô giáo dạy địa của con sẽ la con. Tại vì cô dạy cái này rồi. Vậy rồi thì 2, 3, 4. Đáp án số 2 là đáp án cuối cùng của con. Câu trả lời cuối cùng, câu số 2, hồ Huron, đó là câu trả lời sai. Câu trả lời đúng đó là câu số 4, hồ Superior. Như thế là số điểm của cháu là 1.000 điểm, tương đương với 1 triệu đồng. À, cháu có ý kiến gì không? Dạ, con rất tiếc là vì trong câu này thì con đã trả lời sai, nhưng mà con mong những bạn sau sẽ bình tĩnh hơn con. Chúc các cháu có được thành công trong việc học tập nha. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, mỗi cháu khi xuất hiện trong chương trình này, như chúng ta đã theo dõi, đều có những phán xét linh động, thông minh riêng. Và mỗi bạn, tôi nghĩ rằng với những trải nghiệm ở trên sân chơi này sẽ giúp cho các bạn có những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống thường nhật sau này. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị các bạn đến với phần chọn lựa người chơi tiếp theo. Câu hỏi dành cho các bạn có nội dung như sau: sắp xếp các từ sao cho hoàn chỉnh. 1. Dẫu tin. 2. Gà kia một trứng. 3. Hai lòng biết đâu. 4. Thì cũng phải phòng. Dẫu tin thì cũng phải phòng. Gà kia một trứng, hai lòng biết đâu. Chúng tôi nhận được câu trả lời đúng và nhanh nhất của bạn ở máy số 1. Bạn Lê Hữu Danh, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Kính thưa quý vị, chúng ta đang gặp gỡ với cháu Lê Hữu Danh. Hiện nay cháu là học sinh trường phổ thông Trung học Nguyễn Thị Minh Khai. Cháu có thể giới thiệu thêm về bản thân cháu? Dạ, cháu tên là Lê Hữu Danh, đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Thì sở thích của cháu là âm nhạc và chơi thể thao. Cháu rất là thần tượng ca sĩ Lam Trường. Tất cả các album của anh cháu đều mua hết. Cháu cao 1m mấy? Dạ, cháu cao 1m8 ạ. 1m8? Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, cháu Hữu Danh có biệt tài khi gửi sơ cho chúng tôi, đó là biệt tài đá cầu rất là giỏi. Dạ. Ở nhà cháu bao nhiêu anh em? Dạ, nhà cháu có tổng cộng là 4 anh em, là cháu là Út mà. Cháu là Út? Dạ. À, có ai cao hơn 1m8 không? Dạ thì anh cháu cũng cao 1m8 luôn ạ. Hy vọng rằng trong chương trình hôm nay cháu sẽ giải quyết hết 15 câu hỏi. Chú cũng như các cô các chú ở đây thực hiện chương trình này cứ chờ đợi các cháu trả lời đúng hết 15 câu. Dạ. Nhiều cháu là quá vội vã mới có 400 câu lại là chia tay với chú rồi. Chú rất mong muốn là cháu ngồi chơi với chú lâu hơn chút xíu. Dạ. Cháu thấy thoải mái không? Dạ thoải mái ạ. Vâng, bây giờ chú mời cháu đến với câu hỏi đầu tiên. Nhưng trước khi đến với câu hỏi đầu tiên, chú nhắc lại luật chơi của chúng ta. Cháu có tất cả 15 câu hỏi đi từ dễ đến khó, và cháu có 3 quyền giúp: quyền trả lời 2 lần, quyền đổi câu hỏi và quyền nhờ người thân trợ giúp. Đặc biệt là cháu có quyền ngừng cuộc chơi bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Cháu thấy rõ chưa nào? Bây giờ chú mời cháu đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 bắt đầu. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: bộ môn hình học nghiên cứu các tính chất của các hình nằm trong cùng một mặt phẳng được gọi là gì? 1. Hình học không gian. 2. Hình học phẳng. 3. Hình học giải tích. 4. Topo. Môn toán là môn cháu rất là thích, nên cháu nghĩ là câu số 2. Câu số 2 là câu trả lời cuối cùng của cháu. Câu số 2 hình học phẳng, đó là câu trả lời đúng. Chúc mừng cháu. Cháu đến với câu hỏi số 2. Câu số 2 có nội dung như sau: người Việt Nam thường dùng loại bột gì để chế biến bánh phở, bánh cuốn, bún, chấm 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 chấm? 1. Bột mì. 2. Bột gạo tẻ. 3. Bột khoai. 4. Bột gạo nếp. Về cái lĩnh vực này thì cháu cũng không rõ lắm. Cháu có 3 quyền trợ giúp. Cháu xin nhờ người thân. Vâng, người thân của cháu đến đây lại. Dạ, hôm nay đến đây giúp cháu là có bác cháu và chị của cháu. Vâng, xin phòng máy cho tôi gặp người thân của thí sinh. Alo, chào bác ạ. Dạ, chào anh Luân. Vâng,
À, tôi không biết là bác năm nay bao nhiêu tuổi thì kêu tôi xưng hô cho nó không, đúng phép. Tôi cũng cỡ tuổi với anh à, tại vì muốn để phân biệt đàn bà đàn ông đó. Để râu thôi. Anh có 30 giây để giúp đỡ cháu. Dạ. 30 giây, bắt đầu. Người Việt Nam thường dùng loại bột gì để chế biến loại bánh phở, gạo, bún? Ta dùng bột gạo để mà chế biến bánh phở, mì và bún. Dạ. Câu số mấy? Dạ, câu số 2 là câu trả lời cuối cùng của cháu. Câu số 2 là câu trả lời đúng. Chúc mừng cháu. Mời bạn đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Đèo Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình nổi tiếng còn có tên khác là gì? 1. Đèo Ba Dội. 2. Đèo Nghe. 3. Đèo Bren. 4. Đèo Cả. Cháu cũng không có rành về địa lý cho lắm. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng ta theo dõi phần trả lời của cháu Hữu Danh, chúng tôi xin kính mời quý vị nghỉ giải lao trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần trả lời của cháu Hữu Danh. Bây giờ để mình có thể chọn lựa một câu trả lời đúng thì mình loại những câu không hợp lý ra. Cháu biết tỉnh Ninh Bình không? Dạ, nó nằm ở miền gì? Cháu nghĩ miền Trung. Hả? Dạ, ở miền Trung. Rồi, bây giờ cháu còn hai quyền trợ giúp. Cháu xin đổi câu hỏi ạ. Rồi, chú đồng ý. Trước khi đổi câu hỏi, cháu thử trả lời xem. Thì đều cả. Sai. Rất may. Câu trả lời đúng đó là câu số 1, đèo Ba Dội. Đèo Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình. Và dãy Na Tam Điệp có 3 ngọn núi và có 1 đèo vượt núi nên có tên là đèo Ba Dội. Và vào ngày 20 tháng Chạp năm 1789, vua Quang Trung của chúng ta đã từ Phú Xuân kéo quân ra Tam Điệp và nghỉ lại cho quân sĩ ăn Tết Nguyên Đán trước đó, rồi kéo về Thăng Long. Thưa máy cho tôi đổi câu hỏi. Câu hỏi được đổi có nội dung sau. Đáp án các số tự nhiên được ký hiệu là gì? 1 Z 2 M 3 R 4 C. Đó, câu này lại thuộc lĩnh vực của cháu nữa. Cháu xin chọn câu số 2 là câu trả lời cuối cùng của cháu. Câu số 2 N đó là câu trả lời đúng. Chúc mừng cháu. Mời cháu đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Tiền kim loại, mở ngoặc, tiền xu, đóng ngoặc hiện đang được lưu hành tại nước ta có mệnh giá thấp nhất là 1, 200 đồng, 2, 500 đồng, 3, 1.000 đồng, 4, 2.000 đồng. Cháu nghĩ thì cái câu này thì ai cũng phải biết hết. Câu số 1 là câu trả lời cuối cùng của cháu. Câu số 1 là câu trả lời đúng. Chúc mừng cháu. Mời cháu đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Trường hợp nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? 1. Sự tạo thành hơi nước. 2. Sự tạo thành mưa. 3. Sự tạo thành mây. 4. Sự tạo thành sương mù. Không phải là sự ngưng tụ. Cháu xin trả lời câu số 1 là câu trả lời cuối cùng của cháu. Câu số 1, tại sao cháu lại chọn câu số 1? Dạ, cháu nghĩ là sự ngưng tụ thì nó tạo thành cái gì, nó có thể rắn hoặc thể lỏng. Vì cái này câu số 1 là tạo sự tạo thành hơi nước thì nước ở thể khí. Câu số 1 là câu trả lời đúng. Chúc mừng cháu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, cháu Hữu Danh đã vượt qua được 5 câu hỏi và số điểm hiện có là 3.000 điểm, tương đương với 3 triệu đồng. Cháu đã sử dụng hai quyền trợ giúp là quyền nhờ người thân và quyền đổi hỏi. Bây giờ cháu chỉ còn duy nhất một quyền nữa, đó là quyền trả lời hai lần. Cháu có cảm giác như thế nào? Dạ, cháu rất là vui, nhưng mà cháu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Quá rối. Đúng rồi, sự bình tĩnh sẽ giúp cháu vượt qua những khó khăn, không chỉ ở những câu hỏi đang hiện hữu trước mặt cháu, mà còn có thể vượt qua những khó khăn sau này khi cháu gặp phải, khi cháu ra đời. Chú hy vọng rằng với sự bình tĩnh này cháu sẽ vượt qua những câu hỏi tiếp theo. Mời cháu đến với câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 bắt đầu. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau.
Phương tiện giao thông đầu tiên chạy bằng hơi nước là 1. Xe hơi, 2. Tàu hỏa, 3. Khinh khí cầu, 4. Tàu thủy. Dạ. Câu thứ 2 là câu trả lời cuối cùng của cháu. Tại sao lại chọn câu số 2? Dạ, cháu nhớ là cháu có đọc ở đâu đó là... Ở đâu đó? Ồ, câu số 2 là câu trả lời sai. Câu trả lời đúng đó là câu số 4, tàu thủy. À, tàu thủy mới là đầu tiên. Rồi sau đó mới tới tàu hỏa, tới xe hơi. Và như thế cháu đã quá vội vàng để vượt mất một cơ hội là trả lời hai lần. Chú thông báo cho cháu biết số điểm hiện có của cháu là 1.500 điểm, tương đương với 1.500.000 đồng. Chúc mừng cháu. Trước khi đến với phần chọn lựa người chơi tiếp theo, tôi xin nhắc lại các bạn chơi tiếp theo là các bạn hãy cố gắng bình tĩnh, sử dụng quyền trợ giúp hợp lý. Như thế các bạn sẽ có nhiều cơ hội để vượt qua những câu hỏi khó khăn. Kính mời quý vị khán giả đến với phần chọn lựa người chơi. Sắp xếp các từ sau cho hoàn chỉnh. 1. Ăn gạo, 2. Ăn quả, 3. Nhớ kẻ trồng cây, 4. Nhớ kẻ đâm xây dân sang. Ăn quả, nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo, nhớ kẻ đâm xây dân sang. Chúng tôi nhận được câu trả lời đúng và nhanh nhất của bạn ở máy số 2. Chúc mừng bạn Cổng Thủy Minh Đài, học sinh lớp học đường của học sinh Lê Quý Đôn, quận 3, Tổ Hội Tâm. Cháu tự giới thiệu về mình thêm cho các cô các chú biết đi. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Rồng Vàng. Xin kính chào chú Hữu Luân. Con tên là Cổng Thủy Minh Đài, hiện đang học lớp 11A5, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Cháu tên là Cổng Thủy Minh Đài. Dạ. Có bà con với lại ông Khổng Tử không? Dạ, theo như bà nội con nói thì con là cháu thứ 75 đời. Cháu? Dạ, có cháu, có cháu đời đó. Thứ 75 của Đức Khổng Tử. Dạ. Theo cháu thì cuộc đời quý nhất là sức khỏe là hay là tiền bạc? Dạ, quý nhất là phải là sức khỏe, tại vì người ta nói là sức khỏe như vàng. Đúng rồi. Có sức khỏe thì mình mới đi làm kiếm được nhiều tiền được. Do đó nhiều người lúc trẻ là bỏ sức khỏe ra để đi kiếm. Dạ. Kiếm tiền. Cứ luôn lớn tuổi lấy tiền đi mua sức khỏe. Dạ. Từ trước đến nay là có đi du lịch ở đâu không? Dạ, thường thì con chỉ đi vòng ở Vũng Tàu, Đà Lạt hay là Nha Trang thôi, chứ chưa có được cơ hội đi ra phía ngoài Bắc. Nếu mà đi có cơ hội đi ra ngoài Bắc thì cháu thích đi thăm thành phố nào? Dạ, thích đi nhất là thăm thủ đô Hà Nội. Tại vì thứ nhất là thủ đô Hà Nội quê ngoại của con. Và cũng một phần là chưa bao giờ đến đó, cho nên rất muốn đến để thăm lăng Bác Hồ. Như thế là chú hy vọng rằng là xong chương trình này, cháu trả lời hết 15 câu hỏi. Dạ. Chắc chắn là cháu trích một phần nhỏ tiền để cháu đi du lịch thăm quê ngoại. Dạ. Thăm Lăng Bác Hồ. Dạ. Rồi thăm Tháp Rùa. Dạ. Hồ Tây. Dạ. Hồ Gươm. Nhiều lắm. Rất là nhiều tích lịch sử danh lam thắng cảnh ở tại Hà Nội. Dạ. Và bây giờ chú muốn cháu sẽ hết sức bình tĩnh để trả lời các câu hỏi của chú nha. Dạ. Trước khi vào phần câu hỏi, chú xin nhắc lại luật chơi của chúng ta. Cháu có tất cả 15 câu hỏi đi từ dễ đến khó. Trong quá trình chơi, cháu có 3 quyền trợ giúp. Đó là quyền trả lời 2 lần, quyền đổi câu hỏi và quyền nhờ người thân trợ giúp. Dạ. Đặc biệt, cháu có quyền ngưng cuộc chơi bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Dạ. Cháu nghe rõ rồi ha. Dạ. Hãy cháu phải hết sức bình tĩnh nha. Dạ. Mà cháu đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1, bắt đầu. Câu hỏi số 1 dùng sao? Loài sứa được xếp vào nhóm sinh vật nào? 1. Động vật không sống. 2. Động vật có sinh sống. 3. Thực vật đơn bào. 4. Thực vật đa bào. Thưa cháu thì sứa là một loài động vật rồi. Thì vì nó đi, nó ăn thịt của các con khác. Và nhìn là nó trong suốt cho nên không hề thấy xương sống. Cháu chọn câu số 1 là câu trả lời cuối cùng. Câu số 1, động vật không xương sống, đó là câu trả lời đúng. Chúng ta đã đứng với câu hỏi số 2. Câu số 2 có nội dung như sau. Sở dĩ một vật trên trái đất có trọng lượng là do lực gì tác động lên vật đó? 1. Lực ma sát. 2. Trọng lực. 3. Phản lực. 4. Lực ly tâm. Dạ, số 2 là câu trả lời cuối cùng của cháu. Câu số 2, trọng lực, đó là câu trả lời đúng chúng.
của một vật là thước đo của trọng lực tác động lên vật đó. Và đó chính là lý do vì sao một người nặng trên 60kg trên trái đất chỉ còn khoảng 10kg trên mặt trăng. Và cháu đã xuất sắc vượt qua câu hỏi này để đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau: thà ta phụ người chứ quyết không để người phụ ta, là câu nói nổi tiếng nhân vật nào trong Tam Quốc Chí của La Quang Trung? 1. Lưu Bị, 2. Quang Vũ, 3. Tào Tháo, 4. Khổng Minh. Tác phẩm này con đã được học rồi. Do đó là con xin chọn số 3 Tào Tháo là câu trả lời cuối cùng của con. Câu số 3 Tào Tháo đó là câu trả lời đúng. Chúc mừng cháu. Nhà văn La Quang Trung đã xây dựng nhân vật Tào Tháo với một tay đại văn hùng vô cùng đa nghi, với một câu nói nổi tiếng: thà ta phụ người chứ quyết để người phụ ta. Chúc mừng cháu đã vượt qua câu hỏi này để đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau: Hà Nội trong hát Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân có bao nhiêu cửa ô? 1. 1 cửa ô, 2. 3 cửa ô, 3. 5 cửa ô, 4. 8 cửa ô. Dạ con có biết bài hát này là 5 cửa ô đón mừng đoàn quân trở về, thì con xin chọn câu số 3. Câu số 3 là câu trả lời sao? Câu trả lời cuối cùng con. Câu trả lời số 3, 5 cửa ô, đó là câu trả lời đúng. Xin mời cháu đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau: bộ phận nào trên mặt người không có cơ? 1. Môi, 2. Mắt, 3. Bàn tay, 4. Mũi. Dạ chú, là mắt thì có cơ rồi, tại thấy giật cơ mắt. Giật cơ mắt rồi, loại là cháu đang phân vân giữa con môi, môi với lại bàn tay. Cháu rồi, trả lời hai lần. Mời cháu. Câu số 1 là câu trả lời cuối cùng của cháu. Câu số 1 là câu trả lời sai. Có cơ thì nó mới nhúc nhích được, còn không có cơ nó nhúc nhích không được. Câu số mấy? Câu số 3 câu trả lời cuối cùng của con. Kính thưa quý vị, câu số 3 bàn tay đó là câu trả lời đúng. Chúc mừng cháu. Kính thưa quý vị, trên mặt người bàn tay được cấu tạo bằng chất sụn và da không có cơ, vì vậy mà tay không thể cử động linh hoạt hơn những bọn khác. Như thế là cháu đã vượt qua 5 câu hỏi. Dạ. Và số điểm của cháu hiện tại là 3.000 điểm, tương đương với 3 triệu đồng. Cháu mới sử dụng duy nhất một quyền trợ giúp, đó là quyền trả lời hai lần. Cháu còn hai quyền trợ giúp chưa sử dụng, đó là quyền đổi câu hỏi và quyền nhờ người thân. Dạ. Chúc cháu sẽ vượt qua câu hỏi số 6. Mời cháu đến với câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 bắt đầu. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau: Thứ Bưởi ngày xưa là trường nào ở Hà Nội hiện nay? 1. Lê Quý Đôn, 2. Hà Nội Amsterdam, 3. Mạc Đĩnh Chi, 4. Chu Văn An. Dạ, câu số 4 là câu trả lời cuối cùng của con. Câu số 4, Chu Văn An đó là câu trả lời đúng. Thưa quý vị, trường Bưởi ngày xưa, trường Chu Văn An hiện nay là nơi đào tạo nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước ta. Và vào ngày 1 tháng 11 2003 vừa qua, trường đã kỷ niệm 900 năm thành lập và vinh dự đón nhận bằng di tích lịch sử cấp quốc gia. Mời cháu đến với câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 có dung như sau: nhóm nhạc rock nào đã trình bày bài I Don't Want to Miss a Thing, bài hát chính trong bộ phim Armageddon? 1. Bon Jovi, 2. Metallica, 3. Aerosmith, 4. Guns Rose. Dạ, cháu thì không hề biết về nhạc rock nữa, tại vì không có hay nghe nhạc rock nhiều. Cho nên bốn đáp án cháu không hề biết được nhóm nhạc nào hết. Vậy cho cháu xin đổi câu hỏi. Đúng câu hỏi. Dạ, cháu không biết tất cả bốn nhóm nhạc cháu không biết tên. Rồi, chú đồng ý, mình không biết bắt mình trả lời cũng kỳ, đúng không? Nhưng mà thôi giờ cháu thử trả lời xem. Câu số mấy? Cháu thấy câu số 4 cái tên nó có vẻ hay cho nên cơm dễ thương nhưng mà nó không đúng. Câu số 4 là câu trả lời sai. Câu trả lời đúng đó là câu số 3, Aerosmith. Vâng, xin phòng máy cho tôi đổi câu hỏi.
Câu hỏi được đổi có nội dung như sau: khu vực nào trong hoàng thành Huế là nơi đặt cửu đỉnh đã được hoàn thành năm 1837 dưới thời nhà Nguyễn? Một, khu Thế Miếu; hai, điện Thái Hòa; ba, Ngọ Môn; bốn, cung Bình. Theo cháu thì Ngọ Môn là một cái cổng rồi, chứ cổng Ngọ Môn không phải là nơi để đặt. Rồi. Còn ba cái còn lại thì cháu không biết. Thôi. Cung Bảo Định chắc là Khải Định, vua Khải Định. Thôi chú không biết luôn. Cháu, ba cháu cũng đã từng đến Huế để công tác, nhưng mà không biết có đi tham quan không, nhưng mà cháu sẽ cũng có thể hỏi cho cháu. Đúng rồi, hôm nay người trợ giúp ở đây này. Dạ, ba. Xin phòng máy cho tôi gặp người thân của chương trình. Xin chào hai anh chị ạ. Hai anh chị có nghe tôi nói rõ không? Dạ, nghe rất rõ ạ. Vâng. Bây giờ tôi mời hai anh chị hãy lắng nghe câu hỏi và hai anh chị chỉ có 30 giây để giúp đỡ cháu thôi nha. 30 giây. Khu vực nào trong hoàng thành Huế là nơi đặt cửu đỉnh đã được hoàn thành năm 1837 dưới thời nhà Nguyễn? Khu Thế Miếu, điện Thái Hòa, Ngọ Môn, cung Bảo Định. Câu này ba không nhớ rồi con ơi. Ba không nhớ rồi. Con nghĩ Ngọ Môn không phải rồi. Có thể là khu Thái Miếu. Chắc không ba? Chắc lắm thôi. Nhưng mà nếu như mà ba con nói không chắc thì cũng không thể trả lời chính xác được. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta theo dõi phần trả lời của cháu Minh Đài, trả lời đúng hay sai, chơi tiếp tục hay là ngưng cuộc chơi tại đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị nghỉ giây lao trong giây lát. Xin mời quý vị theo dõi tiếp cuộc chơi đồng vàng của cháu Minh Đài. Rồi, ý cháu thế nào? Dạ, dạ, cho cháu xin dừng cuộc chơi ở đây. Dừng cuộc chơi đây. Như thế cũng rất là hay. Và số điểm của cháu hiện nay là 4.000 điểm, tương đương với 4 triệu đồng. Nhưng trước khi cháu lời cuộc chơi thì cháu thử trả lời xem có đúng không? Dạ, nếu trả lời thử thì cháu thử trả lời câu trả lời của ba cháu xem đúng không? Câu số 1. Đúng rồi. Cháu có tiếc không? Câu trả lời đúng đó là khu Thế Miếu. Vâng, cửu đỉnh tượng trưng cho sự bền vững của quốc gia và đã được hoàn thành năm 1837 dưới thời vua Minh Mạng. Và nơi đây nó đã thể hiện được cái trình độ đúc đồng của ông cha ta ngày xưa. Rất độc đáo và rất hoàn mỹ. Và cháu có tiếc không? Dạ, cũng hơi tiếc một chút, nhưng mà cháu đến đây được tham dự chương trình Rồng Vàng là một niềm vui cho cháu rồi. Vâng, dạ. Chú hy vọng rằng cháu sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa trong học tập. Và cháu sẽ là một người con rất là có hiếu đối với cha mẹ. Hôm nay ba má cháu đến đây trợ giúp cháu, thể hiện một cái tình cảm hết sức thân tình với cháu. Dạ. Và không có lý do gì làm cho ba má mình buồn hết. Dạ. Rồi, chúc cháu có nhiều học tập. Sau này chọn một nghề nghiệp hết sức là giỏi nha.